Hello, chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ dẫn cách để các bạn có thể cài được chứng chỉ vào iPhone để các bạn có thể hack được game Blockfoot 21 ở trên iPhone nhé. Mình đang test trực tiếp ở trên con iPhone 6s của mình, một con máy cấu hình rất là yếu nhưng mà mình vẫn có thể mốt được, mình vẫn có thể hack được cái tựa game này. Và trong video này mình sẽ dẫn cách để các bạn sửa cái lỗi này nhé. Khi mà các bạn cài hoặc là các bạn sử dụng được một thời gian thì nó sẽ bị mất chứng chỉ và nó sẽ báo là không thể cài đặt ứng dụng vì không thể xác minh tính toàn vẹn của ứng dụng. Nhưng bạn nào mà gặp phải cái lỗi như này thì bắt buộc các bạn phải mua chứng chỉ VIP thì các bạn mới có thể chơi được. Và cái máy này của mình nó cũng tương tự như vậy. Khi mà mình sử dụng cái phiên bản free được một thời gian thì nó sẽ bị mất chứng chỉ và nó sẽ yêu cầu mình mua, và mình đã mua sẵn cái chứng chỉ rồi và bây giờ mình sẽ cài thử cho anh em xem nhá. Khi các bạn mua chứng chỉ, các bạn cài thì nó sẽ rất là ngon và nó sẽ rất là mượt, và chắc chắn là các bạn là sẽ không bao giờ gặp phải cái tình trạng lỗi tương tự nữa, tại vì cái bên bán là họ sẽ bảo hành cho mình. Và bây giờ các bạn đợi một chút nhá, mình sẽ dán cái link vào đây đó. Cái bên bán thì họ sẽ bảo hành cho mình, ví dụ mình mua chứng chỉ 1 năm thì họ sẽ phải bảo hành cho mình 1 năm, và mình mua chứng chỉ 6 tháng hoặc là 10 tháng thì họ sẽ phải bảo hành cho mình cái thời gian tương đương. Đó, ở cái bước này thì mình chỉ cần đợi nó 15 giây thôi thì nó sẽ hiện ra cái link tải, thì mình sẽ bấm download cái phiên bản này về. Và cái chứng chỉ này thì nó sẽ có sau khoảng 24 giờ đến 72 giờ. Nếu như các bạn mua thì bây giờ mua thì sẽ không thể cài được luôn chứng chỉ đâu, nó sẽ phải đăng ký chứng chỉ và thời gian tối đa là 72 giờ, tối thiểu là 24 giờ. Đó thì tùy nhá, những bạn nào mua chứng chỉ thì mình cũng nói luôn ở trong video như này, không nhiều bạn vào lại bảo là sao lâu không mua, các bạn tưởng là mua cái là phải có luôn, các bạn cứ giục mình là sao chưa có, sao lâu vậy, thì mình cũng nói luôn là từ 24 giờ đến 72 giờ thì mới có chứng chỉ. Khi nào có chứng chỉ thì mình sẽ nhắn tin và mình sẽ chủ động gửi cái link cho các bạn và mình sẽ hướng dẫn cách cài. Như trong video này thì mình cũng hướng dẫn cách cài luôn. Để cài thì bây giờ các bạn chỉ cần bấm vào cái này thôi. Đó, khi mà các bạn mua chứng chỉ VIP thì nó rất là ngon như vậy, các bạn sẽ không cần phải làm gì nhiều. Đó, bây giờ thì mình sẽ bấm OK nhá. Đó, mình sẽ bấm OK và mình sẽ bấm đồng ý nhá. Các bạn đợi một chút. Đó, ở bước này thì các bạn bấm vào dấu 3 chấm cho mình, các bạn bấm nhập cho mình. Sau đó thì nó hiện ra một cái giao diện như này đúng không? Các bạn sẽ bấm vào gần đây cho mình và các bạn nhập cho mình cái file chứng chỉ. Đó, nhập cái file chứng chỉ này. Sau đó các bạn bấm vào đây, các bạn bấm giải nhãn cho mình. Đó, thì khi mà nó đã có thư mục này rồi thì các bạn đợi một chút, mình sẽ copy cái pass, nó cái pass chứng chỉ đây. Đó, mình sẽ copy cái pass chứng chỉ này. Sau đó thì mình sẽ vào cái thư mục này, mình sẽ bấm vào đây, các bạn bấm vào đây cho mình. Đó, bấm vào đây cho mình, sau đó thì các bạn sẽ bấm vào cái Ken P12. Các bạn bấm nhập kho chứng chỉ cho mình. Các bạn nhấn vào giữa màn hình này, các bạn bấm dán cho mình, sau đó các bạn bấm nhập kho chứng chỉ cho mình, sẽ bấm OK. Đó, như vậy là mình đã nhập kho chứng chỉ thành công nhá. Cái máy này của mình thì nó đã có chứng chỉ rồi. Đó, bây giờ thì mình có thể cài được tất cả các tựa game. Bây giờ mình sẽ cài từ Roblox cho anh em xem nhé. Thì link tải Roblox thì mình sẽ để ở trong phần mô tả của video. Những bạn nào có nhu cầu tải phiên bản này, các bạn chỉ cần bấm vào phần mô tả và làm theo hướng dẫn của cái link thôi là các bạn sẽ sở hữu được cái phiên bản này. Cái máy này của mình thì nó cũng khá là yếu, nó rất là yếu, nhưng mà mình vẫn có thể chơi được vì cái phiên bản này nó yêu cầu là tối thiểu là US 10 thì gần như là tất cả các dòng iPhone đều có thể chơi được rồi. Đó, cái máy này của mình thì đang sử dụng US 15. Và bây giờ thì mình sẽ cài đặt nó nhá, vào Payload này, vào Roblox này, vào ký này. Vì con máy này cấu hình yếu cho nên là cái tốc độ ký, tốc độ chạy phần trăm nó cũng chậm hơn những cái máy khác. Ở những video trước thì mình làm ở trên con iPhone 13 thì nó sẽ rất là nhanh, nó nhanh cực kỳ luôn. Nhưng mà chuyển sang con máy này các bạn thấy không? Tốc độ chạy nó rất là chậm. Thì tùy nhá. Mình sẽ cố gắng mượn thật nhiều dòng máy khác nhau để mình làm những video khác nhau, để cho anh em có nhiều cái góc độ, nhiều cái nhìn chân thật hơn về cái phiên bản này. Ví dụ như mà mình sử dụng mãi một con iPhone 13 thì các bạn là máy ngon, máy mượt thì làm cái gì chả được. Thử chơi trên những con máy cấu hình yếu như iPhone 6, iPhone 6S hoặc là iPhone 7 xem như nào. Thì mình cũng cố gắng mình mượn thật nhiều máy để mình làm cho anh em xem. Những bạn nào đang sử dụng những cái máy cấu hình yếu như cái máy này của mình thì cố gắng xem hết video của mình để các bạn biết cách cài. Ở bước này thì mình chỉ cần bấm cài đặt thôi là nó sẽ cài cái phiên bản này vào máy của mình. Đó, rất là đơn giản nữa thôi. Các bạn đồng, chủ yếu là các bạn có cái chứng chỉ. Khi mà các bạn đã có chứng chỉ rồi, các bạn cài được NC này rồi thì các bạn có thể chơi được tất cả những cái tựa game ở trên iPhone. iPhone là vậy, bắt buộc phải có chứng chỉ. Thì chứng chỉ này nó sẽ có hai hình thức, một là chứng chỉ free. Free thì nó sẽ hên xui, nó sẽ random nhá. Có những máy dùng được, có những máy không dùng được, hoặc là có những máy dùng được rất là lâu, dùng được 5-2 năm, nhưng mà có những máy nó chỉ dùng được 1-2 ngày,
một hai tuần là nó sẽ bị thu hồi chứng chỉ. Nhưng bạn nào mà gặp cái tình trạng là bị thu chứng chỉ thì bắt buộc các bạn phải mua chứng chỉ như cái máy này. Các bạn phải mua chứng chỉ thì các bạn mới có thể chơi được, các bạn mới có thể cài được những cái tựa game mà bạn muốn. Ok, để bước này tất cả bạn đều biết cách cài chứng chỉ VIP và iPhone thì mình xin dừng clip đây. Các bạn thấy video hay thì nhớ like, subscribe, chia sẻ video giúp mình để mình có động lực mình làm nhiều video hay và hữu ích cho anh em xem. Một cái yêu cầu nhỏ nhoi như thôi. Các bạn chỉ thị ok ba, chào mọi người.